Chuyển sang những tin tức về thể thao, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen đã đi được một nửa chặng đường trong hành trình xuyên Việt, và chặng thứ 7 với thách thức ba con đèo hứa hẹn sẽ có những thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng cũng như là các cuộc đua danh hiệu cá nhân. Chặng 7 từ thành phố Huế về Đà Nẵng chỉ có chiều dài 111 km. Ở hai ngọn đèo đầu tiên là Phước Tượng và Phú Gia, tay đua Oranza của đội Philippines đều là người lên đỉnh đèo sớm nhất. Tuy nhiên đến đèo Hải Vân thì Oranza đã phải nhường sân khấu cho Javier, tay đua của đội tập đoàn Lộc Trời, cán đích đầu tiên để giành 30 điểm thưởng và xuất sắc đạt chiếc áo chấm đỏ từ tay Carino. Dù không phải là người đầu tiên chinh phục đèo Hải Vân, nhưng Oranza một lần nữa thi đấu ấn tượng trong quãng đường còn lại để giành chiến thắng chặng 7 với thời gian 2 giờ 39 phút 13 giây. David Van Oort về thứ tư tiếp tục giữ cả hai danh hiệu áo vàng và áo xanh.